Xin chào các bạn đã đến với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái món, đó là mứt vỏ cam dẻo nha các bạn. Thì không khí ở đây thì cũng gần Tết rồi, mình xin chia sẻ với các bạn một vài món mứt, một vài món dưa, cũng như là một số món ăn mình hay dùng trong dịp Tết đó. Thì nếu như các bạn thích món này thì có thể cùng vào bếp và thực hiện cái món ăn này cùng với mình nha. Rồi, để mà mình thực hiện cái món này thì mình đã chuẩn bị là 3 trái cam. Ở đây cái cam này thì mình lấy cái phần vỏ và một ít nước thôi nha, cho nên là mình cũng chưa có cân cái phần vỏ là bao nhiêu. Thì để mình tách cái vỏ ra rồi mình cho lên cân, mình cân thì mình mới biết bao nhiêu để mình định lượng cái phần đường nha các bạn. Cái cam này là mình mua cái cam vàng, mình mua cam này về xong rồi bây giờ mình sẽ tách cái phần này ra nha các bạn. Mình lựa cái cam nào mà nó cho nó cái vỏ nó hơi khá dày dày tí xíu ha, thì mình làm cái miếng mứt nó ngon hơn nha các bạn. Giờ mình chẻ, mình lấy cái muối nó ra gần giống như cái muối bưởi vậy đó ha. Bây giờ mình đã chẻ cái trái cam này ra làm 8 rồi ha. Mình cố gắng mình làm nhẹ tay thôi, mình lấy cái cùi ra trước ha các bạn. Rồi mình sẽ tách lấy cái vỏ nó ra từ từ nha. Mình làm cái này mình làm nhẹ nhẹ tay thôi. Mình đừng có làm mạnh quá nó sẽ gãy cái miếng nó sẽ gãy cái vỏ cam á. Khi mình làm nó sẽ không có được đẹp, nó không thích. Ăn thì nó cũng vẫn vậy, nhưng mà cái gì mình cũng thích đẹp ha, cho nên là mình cố gắng mình làm cho nó đẹp tí. Đây, đây là cách mình lấy cái vỏ cam ha các bạn. Mình cố gắng mình lấy hết cái phần lõi trắng này luôn nha, tại vì mình lấy cái phần lõi trắng này để mình làm mứt luôn nha. Nếu mà mình lột được nguyên miếng như vậy thì mình cứ lột luôn cũng được nha các bạn. Rồi mình cứ làm tiếp tục với những cái trái còn lại. Mình ăn những cái trái nhiều có chất dầu mỡ chưa thì cái hệ thống tiêu hóa của mình nó không có được tốt á, thì mình có thể sử dụng cái mứt vỏ cam này nè, thì nó cũng sẽ làm cho mình dễ tiêu hóa đó các bạn. Rồi thì bây giờ mình đã lột xong như thế này rồi. Rồi bây giờ mình chuyển qua mình cân cái này có được bao nhiêu nha. Cái món mứt này thì mình ở đây là gồm 204g vỏ cam, thì mình tính như là 200, nên lát mình còn cắt vỏ mấy cái đầu này nữa thì nó còn lại là 200g. Thì ở đây mình sử dụng là 120g đường. Mình sử dụng một ít cái phần muối hột như thế này để mình ngâm cái phần vỏ cam chút xíu cho nó dịu xuống ha. Rồi ở đây là một ống vani để mình cho vào cho nó được thơm khi mình sên mứt nha các bạn. Rồi ở đây thì lấy cái phần nước ha của nửa trái cam khi mình lột cái phần vỏ mình lấy ha. Còn lại cái phần trái cam này nè thì mình sử dụng nửa trái ha. Thì mình khi nãy khi mình vắt lấy nước mình đông thì nó khoảng tầm khoảng 60ml nước cam nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình đi mình sắt cái vỏ cam này nha các bạn. Mà trước khi sắt cái vỏ cam á thì mình chuẩn bị một cái thau nước ít nước như thế này. Mình sẽ cho hết cái phần muối hột vào ha. Mình quậy lên nha để mình sắt vỏ cam mình cho vô đây nha, cho cái nó ra bớt cái chất the đi nha. Thì trong cái lúc mà mình sắt cái vỏ cam này nè thì mình cũng chuẩn bị một cái nồi nước để mình luộc cái vỏ cam này nha các bạn. Thì cái vỏ cam này á thì nếu mà mình cho mình ăn ít á thì mình không cần phải luộc gì hết, mình cứ để như vậy. Ví dụ như mình làm bánh rồi này kia hay là mình cho vô một ít cái vỏ cam bào thì nó là bình thường, nhưng mà nếu mình làm mứt mình ăn nguyên một cái miếng vỏ cam như thế này nè thì cái độ the của nó có rất là nhiều, cho nên là mình cũng hơi khó ăn, nó hơi có cái phần đắng đắng nha. Rồi thì bây giờ mình sắt cái vỏ cam này bằng hai cách, một là mình sắt bằng cái bàn trắng như thế này ha, hay là mình sắt bằng cái dao như thế này. Thì mình sẽ sắt bằng hai cách các bạn xem nha. Mình sắt cái cọng nó vừa vừa như thế này nha các bạn. Mình đừng có sắt lớn quá thì khi mình là ăn nó cũng hơi ngán ha. Cái cọng mứt như vậy thì nó vừa. Mình bỏ cái đầu tí xíu nha.
Rồi ở đây thì mình đã sắc xong cái phần này rồi ha, thì mình trộn lên, mình ngâm ở đây khoảng chừng 5 cho tới 10 phút. Thì mình trộn lên như thế này thì mình ngâm ở đây đợi nước nó sôi, thì mình rửa qua với nước lạnh cái rồi mình cho vô trong cái nồi nước đó, mình trụng liền nha các bạn. Rồi mình để đây mình đợi nước của mình nó sôi ha. Đây thì bây giờ cái nồi nước của mình nó mình cho vào đây một tí xíu muối nha, khoảng muỗng cà phê muối ha. Để mình luộc cái phần vỏ cam nha các bạn. Cái phần vỏ cam này thì mình đã rửa lại với nước sạch rồi, thì sau khi mình ngâm muối á, mình đã rửa lại với nước sạch rồi ha. Thì bây giờ mình bỏ cho vô đây mình luộc khoảng chừng tầm 3 cho tới 4 phút. Rồi mình lấy ra mình mới cho vào trong cái thau nước lạnh liền nha. Mình luộc được 3 phút hơn rồi ha. Bây giờ mình vớt cái phần này ra ha. Rồi mình cho vào trong nước lạnh nha. Rồi thì bây giờ mình đã vớt ra mình cho vào trong cái thau nước như thế này ha. Rồi mình bắt tiếp cái nồi nước thứ hai để mình luộc tiếp một lần nữa nha các bạn. Rồi bây giờ cái phần cái nồi nước thứ hai của mình nó cũng đã sôi lại rồi ha. Mình cho cái phần này vào luộc khoảng chừng 2 phút nữa nha các bạn. Lần này thì mình sẽ không cho muối nha. Thì mình chỉ luộc với nước lạnh như vậy thôi nha. Rồi bây giờ cái phần vỏ cam của mình luộc lần thứ hai nó cũng được 2 phút rồi ha. Mình vớt cái phần này ra mình cho vào trong thau nước lạnh liền nha các bạn. Rồi thì bây giờ cái phần vỏ cam mình đã luộc xong rồi, hai lần nước sôi rồi mình rửa lại rồi mình để cho nó ráo ha, ướp với đường nha các bạn. Thì ban đầu là mình sử dụng 120 g, nhưng mà nếu như các bạn muốn thêm á, thì các bạn có thể thêm cái phần đường khoảng 150 g cho đến 170 g ha. Rồi mình cho hết cái phần đường vào đây để mà mình ướp nha. Mình ướp cái này khoảng tầm khoảng 2 tiếng thì mình mới đem đi mình sên được nha các bạn. Rồi mình trộn xong rồi mình cứ đậy lại rồi mình để đây ha. Rồi mình ướp với đường như vậy mình sẽ dùng food wrap mình đậy lại ha. Rồi mình để đây 2 tiếng sau mình sẽ quay lại mình sên nha các bạn. Cái phần vỏ cam á mình ướp được khoảng 1 tiếng rưỡi ha. Thì thường thì mình ướp khoảng 2 tiếng cho tới 3 tiếng thì mình đem đi mình sên, thì mình ướp được khoảng 1 tiếng rưỡi á, thì mình cho hết cái phần nước cam này vô nha các bạn. Mình cho hết vô ha, rồi mình đợi thêm khoảng 1 nửa tiếng nữa, hoặc là mình nếu mình ướp 3 tiếng thì khoảng tầm khoảng 2 tiếng 2 tiếng rưỡi gì đó thì mình cho cái nước cam này vô nha, mình trộn lên cho nó thấm, rồi mình lấy phút rác mình tiếp tục mình đậy lại nha các bạn. Rồi bây giờ mình đậy như thế này thì mình để đây ha. Cái phần vỏ cam này mình ngâm được 2 tiếng rồi, hơn 2 tiếng nha. Giờ mình mang qua mình sên nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho lên bếp mình sên giống như sên mứt dừa vậy nha. Đầu thì mình cũng để lửa lớn, sau khi nó nước nó cạn bớt thì mình giảm lửa xuống nha các bạn. Rồi cái nước nó cạn như vậy nè thì mình giảm lửa nhỏ xuống nha, mình sên cái lửa nhỏ nhất luôn nha, để cho cái nước nó rút khô từ từ. Rồi bây giờ cái nước nó cạn như vậy nè mình nhắc xuống mình cho lên trên cái rắc, mình đặt cho vô trong cái lò nướng đó. Mình hong nó cho nó khô nha, hoặc là mình đem mình phơi nắng nha. Trước khi mình tắt lửa mình cho luôn cái ống vani này vào luôn nha. Rồi mình chuẩn bị một cái rắc cũng như thế này ha, ở dưới mình sử dụng một cái mâm để mình hứng cái phần nước nha. Thì mình cho hết cái phần này lên trên cái dĩ này để mình đem đi mình sấy nha. Rồi thì bây giờ mình chuẩn bị cái lò mình mở khoảng 80 độ ha. Mình sấy trong vòng khoảng 30 phút thì mình coi cái nó vừa chưa, nếu chưa nó còn ướt á, thì mình sấy thêm ha. Thì bây giờ cái mức này nè mình đã cho vô trong cái lò sấy á, mình hong 1 tiếng rưỡi á, với nhiệt độ là khoảng 80 độ C ha. Rồi thì mình mang vô nó vẫn còn ướt nha, nó không có khô được như mà mình làm mứt dừa nha các bạn.
Tại vì ở trong này khi mình cho cái phần nước cốt cam vô á thì mình sên nó có cái vị chua, nó không có kết tinh đường được, mình phải lăn qua với cái phần đường bột ha, cho nó áo cái phần phần mà đường nó còn ướt nè, cho nó khô lại nha các bạn. Mình chia sẻ với các bạn cái cách làm này á, thì cái miếng mứt cam nó sẽ ngon hơn nha, nó có cái vị ngọt thanh hơn, nó sẽ có cái vị ngọt của cái nước cốt cam. Rồi thì bây giờ cái phần này mình lấy ra, mình cho vào dĩa, mình phần đường bột lên, mình áo phần đường bột lên thì nó sẽ khô ráo lại, mình để được, mình sẽ cầm ăn nó không có dính tay nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho cái phần đường bột ra trong cái đây như vậy ha. Mình sẽ xay cho nó mịn nha, để mà mình lăn qua cái phần mứt quả cam á nó sẽ mịn hơn nha. Rồi cái phần đường bột mình rang lăn ít ít thôi, đừng có làm nhiều quá nha. Rồi mình cho cái phần này vào về mình lăn. Các bạn đừng có sợ mà nó dính quá nhiều, một chút xíu nó sẽ rớt ra. Những cái nào mà nó bám được vào cái phần ướt của cái miếng vỏ cam á thì nó sẽ bám, còn không thì nó sẽ tự động nó rớt ra thôi nha. Mình đã áo với đường tất cả các cái miếng vỏ cam như thế này ha, thì mình thấy nó lên cái đường trắng trắng, nhưng mà lát nữa nó sẽ thấm vô cái miếng vỏ cam này nè thì nó sẽ khô lại nha, nó sẽ khô lại giống như thế này nè nha các bạn. Mình làm trước đó một miếng thử cho nên là mình áo thử rồi, mình để qua một đêm luôn thì nó khô như thế này nè các bạn, nó không có ướt nữa, mình ăn thì nó rất là ngon nha. Nó vừa dẻo dẻo mà nó vừa thơm có cái phần mùi tinh dầu cam, mà nó lại ngọt ngọt thanh của cái nước cốt cam mình cho vô nó thấm vô đây. Cái món mứt quả cam này thì mình chia sẻ đến đây thì cũng đã xong rồi ha các bạn. Mình làm cái món này nên thì nó không có mất quá nhiều thời gian đâu ha. Nhưng mà đổi lại được cái là cái món mứt mình làm ra nó rất là ngon nha. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ thích món này và các bạn có thể thực hiện cái món ăn này vào cái dịp Tết, hoặc là cái món này mình có thể sử dụng hàng ngày cũng được nha. Vì trong cái vỏ cam nó có cái tinh dầu cam nó rất là tốt cho sức khỏe. Cái video mình đến đây mình xin kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.